Con này có em mộc ấy chứ. Đi mộc anh cho vào con nồng dưới này. Bây giờ con này có em mộc chưa được tháng nồng. Chưa được. Nó rối chết luôn. Con bịt này tránh ngoái ngoái ngửa. Tôi có dám bung hết đâu, mộc thì nhà em gần đường, em cứ để nó cho nó chết chảy thầm mắt. Gửi đồng đóng xuống. Đấy cho hàng, ra